Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cách làm mẻ không cần mẻ cái. Khi thành phẩm mẻ rất thơm, trắng, nhanh ngấu, không bị váng. Để nấu một món ăn ngon như rượu mận, canh chua thì không thể thiếu gia vị từ mẻ. Mẻ ngon thì nấu món ăn mới ngon được. Giờ các bạn cùng theo dõi cách mà mình chia sẻ nhé. Để làm một hũ mẻ ngon thì mình sẽ sử dụng gạo tám. Gạo tám sẽ giúp cho mẻ thơm, sẽ ngon hơn. Và mình sẽ nấu 4 bát. Rồi mình nhặt bỏ sạch sạn và mang đi vo. Mình vo làm 2 lần, rồi gạn bỏ phần chấu và phần bụi bẩn đi gạo nữa các bạn. Ở đây mình không dùng mẻ cái để làm mẻ. Thì khi nấu cơm làm mẻ mình sẽ lấy mực nước là gấp đôi khi nấu cơm bình thường nha các bạn. Và các bạn nên nấu nhão hơn khi các bạn ăn cơm hàng ngày. Mình cho cơm lên bếp ga để nấu. Lúc đầu thì mình sẽ nấu với lửa to và mình sẽ dùng đũa quấy để cho không bị khê ở dưới đáy nha các bạn. Thỉnh thoảng mình sẽ quấy cho đến khi cơm sôi. Lúc này thì cơm của mình đã sôi và mình dùng đũa quấy để cho cơm sôi hẳn lên. Thì mình sẽ lấy phần nước cơm để làm mẻ nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ dùng muôi để lấy phần nước cơm. Và lúc này thì mình sẽ vặn lửa nhỏ hơn. Mình lấy nhanh nhé các bạn, không sẽ cạn, cơm sẽ cạn hết nước. Và mình lấy khoảng lưng bát ô tô. Sau đó thì mình sẽ dùng đũa quấy và bật lửa thật nhỏ để cơm không bị khê nhé các bạn. Phần nước cơm mình đã chắt ra này các bạn, rất là sánh và có mùi rất là thơm. Mình sẽ để cho phần nước cơm nguội hẳn nhé các bạn. Để nhận biết được cơm đã chín chưa thì mình sẽ dùng đầu ngón tay miết hạt cơm. Khi hạt cơm không bị gợn là đã chín nhé các bạn. Rồi mình sẽ dùng đũa đảo đều phần cơm lên để cho cơm được nguội hẳn thì mình mới làm mẻ. Cơm làm mẻ khi nấu ra trắng như thế này thì khi các bạn làm mẻ, mẻ sẽ rất là trắng. Mình cho thêm chút nước đun sôi để nguội vào phần nước cơm. Rồi mình dùng thìa quấy đều phần nước cơm lên. Lúc này cơm làm mẻ đã nguội thì mình sẽ cho phần nước cơm rưới đều lên phần cơm. Sau đó mình sẽ dùng muôi đảo đều phần cơm với phần nước cơm đều nhau nhé các bạn. Mình dùng hũ thủy tinh để làm mẻ. Khi làm mẻ bằng hũ thủy tinh sẽ giúp cho mẻ ngon hơn và đảm bảo. Sau đó mình dùng khăn vải xô mỏng rồi mình đậy lên nắp mẻ và dùng dây buộc kín lại.
giúp cho mẹ không bị hấp hơi, sẽ không bị váng nha các bạn. Hũ mẻ của mình bước sang ngày thứ hai, thì khi nấu cơm các bạn cũng đổ nhiều nước rồi gạn phần nước cơm như lần trước mình đã làm. Sau đó mình cũng đổ thêm nước và cho vào phần mẻ. Lúc này thì mình sẽ đổ ngập phần cơm mẻ nha các bạn. Mình dùng muôi trộn đều phần cơm mẻ lên, cho đều phần nước cơm nha các bạn. Tiếp theo mình cũng dùng khăn bịt kín lại, nhưng sang ngày thứ ba thì các bạn nên đậy nắp lại nhé. Hũ mẻ của mình đã được nửa tháng này các bạn, rất là trắng. Giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Và bao giờ bên trên mẻ cũng nổi một ít váng, vì lúc này mình chưa cho mẻ ăn nên sẽ bị váng trên mặt một chút nha các bạn. Và mình sẽ dùng muôi hớt bỏ phần váng trên mặt đi. Lúc này mẻ đã ngấu đủ độ chua, thì các bạn khi lấy ra để nấu, thỉnh thoảng các bạn nên cho mẻ ăn để mẻ không bao giờ bị chết. Cách cho mẻ ăn thì các bạn xem video ở trên của mình đã hướng dẫn nhé. Các bạn nhìn hũ mẻ của mình rất là trắng. Giờ mình sẽ dùng muôi và quấy lên cho các bạn xem. Lúc này mẻ đã ngấu đủ độ chua và có thể mang đi nấu được các bạn. Hạt mẻ rất là nhuyễn và sánh nhá, dẻo, có mùi thơm chua dịu. Giờ mình sẽ cho ra bát để cho các bạn xem. Với cách làm mẻ rất đơn giản, không cần mẻ cái, được làm từ cơm và nước cơm, cho ra thành phẩm một hũ mẻ rất thơm, trắng. Mình chúc các bạn thành công với cách làm mẻ mà mình đã chia sẻ. Và hẹn các bạn vào những video lần sau.